Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của ngoại CC. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi GPT N2. Phần thi Mojigoi, đầu tiên là môn này 1. Cách đọc của Hán tự, câu 1 này. Kono mise wa kongetsu ni haete kyakusu ga nani nani ni hetta rashii. Cái chữ Hán được gạch chân ở đây là chữ cực và chữ đoan. Vậy thì chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Kyokutan đúng không? Kyokutan, như vậy đáp án đúng là số 3. Cái chữ cực đoan này có nghĩa là thái quá, cực đoan, quá mức. Câu này chúng ta có thể hiểu là nghe nói là cái cửa hàng này khi bước vào tháng này thì cái số khách đã giảm đi rất là nhiều, giảm đi một cách cực đoan, giảm đi một cách quá mức. Phương án số 2 chúng ta thấy từ Kyoten. Kyoten Hán tự là chữ cứ và chữ điểm, có nghĩa là cứ điểm, căn cứ này, cơ sở nhá. Số 4 là Kyokuten, Hán tự sẽ là chữ cực và chữ điểm, có nghĩa là điểm cực đại. Câu số 2. Shokuji ga sundara shoki wa koko ni nanani kudasai. Hán tự ở đây là chữ lệ. Từ này sẽ đọc âm kunyomi là modosu, như vậy đây sẽ là modoshite. Phương án đúng của chúng ta sẽ là phương án số 4. Đây là một kanji N3, chắc là các bạn rất là quen với chữ này rồi. Câu này là sau khi dùng bữa xong ấy thì dụng cụ ăn uống, shoki như là bát, đĩa, vân vân thì hãy để lại, đúng nhỉ? Hãy đưa lại chỗ này. Các từ còn lại chúng ta có số 1 kaeshite. Kaeshite Hán tự của chúng ta sẽ là chữ phản, có nghĩa là trả lại này. Nokoshite là chữ tàn, có nghĩa là để thừa lại. Watashite là chữ độ, có nghĩa là trao. Tiếp theo câu số 3. Kono kōka wa dono kurai nanani suru no daro. Hán tự của chúng ta là chữ kế và chữ tục. Thì chắc chắn là chữ tục sẽ đọc là từ joku. Vậy các bạn có thể loại được 3 và 4, đọc là số cự là không phải. Vậy còn chữ kế thì sẽ được đọc là kê đúng không? Đấy, có trường âm nhá, như vậy chúng ta chọn phương án số 2 là phương án chính xác. Chữ kế tục này có nghĩa là kế tục, thừa kế, kéo dài. Câu này có nghĩa là cái hiệu quả này ấy, không biết là nó sẽ kéo dài bao lâu đây. Người đang đặt ra cái nghi ngờ, đặt ra cái nghi vấn, có thể là hiệu quả của thuốc, hiệu quả của một cái phương pháp nào đó. Từ Jizoku, chữ Hán nó sẽ là chữ trì và chữ tục, có nghĩa là duy trì, kéo dài, nghĩa gần giống kê dô cự nhưng mà chữ Hán là khác. Số 3 Jizoku, Hán tự là chữ tự và chữ túc, tự túc. Số 4 Kê-soku, kế chắc có nghĩa là đo đạc. Câu số 4 này. Korera no kehi wa nanani kesan shite kudasai. Những cái kinh phí ở đây ấy thì làm sao đó và hãy tính toán. Đây Hán tự là chữ trừ đúng không? Như vậy là chữ trừ sẽ có âm kunyomi là nozoku, cái tên là nozoite. Chúng ta sẽ chọn phương án số 1 là phần chính xác. Có nghĩa là hãy loại trừ, hãy bỏ qua những cái kinh phí này và tính toán, tính tiền, tính ra chi phí. Từ số 2 nhé, chúng ta có từ đọc là habuite, động từ gốc là habu cự, thì sẽ là chữ tỉnh đúng không? Tỉnh trong từ tỉnh lược. Từ số 2 đọc là nuite, nư cự là chữ bạc. Đây. Hite là có thể là chữ dẫn hoặc là chữ đạn này. Tiếp theo câu số 5. Eikoku to Bikoku no aida de sakan ni nanani ga okonawarete iru. Hán tự ở đây là chữ mậu ghép với chữ đằng sau. Chữ đằng sau có hai âm Hán Việt là dịch và dị. Thì khi mà những cái từ mà theo âm Hán Việt là dịch ấy, thì chúng ta sẽ đọc là eki. Chẳng hạn các bạn
có trong tiếng Việt mình có từ giao dịch đúng không? Thì nó sẽ là koeki này, giao dịch. Đấy. Hay là trong từ mậu dịch nhá. Boeki đây chính là cái từ người ta cho luôn, đọc là eki. Như vậy là chúng ta sẽ phải khoanh phương án số 2 là phương án chính xác. Tuy nhiên ngoài cách đọc là eki ra thì trong trường hợp nếu như cái chữ Hán đấy, cái từ ghép với nó theo kiểu nghĩa là dễ dàng hay đơn giản ấy, thì các bạn sẽ đọc là y. Ví dụ trong chúng ta có từ cang y này, giản dị này, có nghĩa là đơn giản, dễ dàng. Hay là chúng ta có từ gì nhỉ? Chúng ta có từ a y đúng không? Chữ an và chữ dị. Âm cư nhô mi chữ này sẽ đọc là yasashi, có nghĩa là dễ. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2 là môn đai về cách viết của chữ Hán. Câu 6 này. Kuwashi koto wa ato de tanto no sensei ni kiite kudasai. Kuwashi sẽ là chi tiết. Việc chi tiết ấy, những cái điều chi tiết thì hãy hỏi giáo viên chủ nhiệm sau. Vậy thì chúng ta sẽ có chữ nào đây? Kuwashi sẽ phải là chữ tường đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án số 2. Một, đây là chữ hứa. Chữ này sẽ có âm cư nhô mi là yurusu. Nó là động từ không phải là tính từ. Và âm onyomi sẽ là kiểu, ví dụ trong từ men kiểu bằng lái chẳng hạn, giấy phép. Từ số 2 là chính xác nhé. Từ số 2 thì cách đọc âm onyomi của nó là show. Ví dụ chúng ta có từ show sai là chi tiết. Đây cũng là một từ vựng quan trọng của N2, các bạn lưu ý. Từ số 3, đây là chữ thảo. Thảo trong từ thảo phạt, đúng nhỉ? Thảo luận, âm từ này có âm cư là ứt sự, có nghĩa là thảo phạt, trinh phạt này. Âm ghép đọc là tô đúng không? Ví dụ chúng ta có từ toro, thảo luận. Số 4, đây là chữ bình trong từ phê bình, y hiểu, từ này không có âm kunyomi. Hoặc là hiêu cờ, bình giá đánh giá, đúng đây phải là 2. Câu 7, Aniwa gakuhi no enjo ukete daigaku ni kayoimashita. Anh trai tôi nhận được cái gì đó về học phí cho nên là đã đi học đại học. Đọc là angel chứ phải là chữ viễn. À, chữ viện và chữ trợ. Như vậy là chúng ta sẽ chọn phương án 4 đúng không? 4 sẽ là chữ viện và chữ trợ là phù hợp này. Các bạn có số 1 nhé. Số 1 đấy là chữ bổ và chữ trợ. Từ này có tồn tại nhưng mà từ này phải đọc là hojo. Từ số 2 và 3 là không tồn tại. Viện, tài và bổ tài là không có. Câu số 8 này. Mono iresugite tê Fukuro ga yaburete shimatta. Cho quá là nhiều đồ cho nên là cái túi nó bị yaburete. Động từ yaburete các bạn học từ N4 rồi, có nghĩa là rách đúng không? Chữ Hán sẽ phải là chữ phá. Như vậy là các bạn sẽ chọn số 3, chữ phá nhé. Số 1 đây là chữ bị. Thì chữ bị này sẽ có âm cư nyomi là kaburu. Kaburu là đội, đội mũ chẳng hạn. Hay là đọc là komuru, có nghĩa là chịu thiệt hại. Đấy, komuru. Từ số 2, từ số 2 là chữ cắt đúng không? Có nghĩa là bị chia cắt này. Wareru là vỡ này. Wareru là bị vỡ, wareru là làm vỡ, đập vỡ. Từ số 3 là đúng rồi. Chữ này sẽ có âm onyomi là ha đúng không? Trong từ hakai chẳng hạn. Phá hoại hay là hasan phá sản. Số 4 đây là chữ tước. Âm cư là kezuru. Có nghĩa là gọt, ví dụ gọt bút chì.
bào bào đá chẳng hạn, cắt giảm ngân sách cũng dùng chữ này nhá, âm ghép đọc là sa cự trong từ sacujo. Tước trừ có nghĩa là xóa bỏ, loại bỏ. Câu 9 này. これは少し面倒な仕事ですね。Đây là một cái công việc nó hơi mendo. Mendo thì là một từ rất là quen thuộc rồi. Nó có nghĩa là phiền phức, rắc rối, phiền toái, phức tạp. Chúng ta sẽ có chữ Hán sẽ là chữ diện và chữ đảo. Như vậy các bạn sẽ khoanh phương án số 3. Một là diện và đáo. Không phải đúng không? Phải là đảo cơ. Phải có thêm bộ nhân đứng. Số 2 là miễn. Miễn, không phải. Miễn đảo. 3 diện đảo. 4 là miễn đáo. Câu số 10 này. Ieni kaeru tochu techo hirota. Trên đường về nhà thì tôi đã nhặt được. Động từ hiro là nhặt được. Tôi đã nhặt được một cái quyển sổ tay. Vậy thì các bạn có từ nào là đọc là hiro trong đây nhỉ? Các bạn đúng là một đúng không? Chữ thập có nghĩa là nhặt này. Từ số 2, chữ này là chữ thải. Chữ này sẽ đọc âm kunyomi là thô đúng không nhỉ? Thô rự tột tà có nghĩa là lựa chọn, lấy này, hái này. Từ số 3 là chữ xả có nghĩa là vứt bỏ. Trông nó cũng hơi giống cái số 1, có bạn có thể sẽ bị nhầm lẫn nhé. Từ này đọc là sư tê rự. Như vậy là thể tà sẽ phải là sư tê tà. Từ số 4 là chữ thụ. Cái chữ này mặc dù là một chữ các bạn rất là quen thuộc nhưng mà âm cương có thể là các bạn sẽ khó mà biết đấy. Thực ra âm cương của chữ này là được dùng cho N1, đọc là Sazukaru, có nghĩa là được ban cho. Thầy ta sẽ là Sazukata. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3. Môn đai số 3 là môn đai về gô kê xê, môn đai về từ ghép. Câu 1, câu 11 này. この器具は使い方を間違えると怪我をする危険事象がある。Cái器具là những cái dụng cụ kiểu như là máy móc, thiết bị ấy. Cái dụng cụ này nếu như mà nhầm lẫn cách sử dụng thì nó có cái nguy hiểm là sẽ gây ra vết thương, gây ra thương tích. Vậy thì từ nào đi được với lại chữ kiken? Người ta đã cho từ kiken đó là chúng ta phải dùng từ chữ số 4 đúng không? Kiken-se có nghĩa là có cái tính nguy hiểm, có cái tính chất nguy hiểm là phù hợp nhá. Cái chữ tính này nó sẽ đi với nhiều từ để diễn tả cái tính như thế đúng không? Ví dụ các bạn có tính gì? Các bạn có từ kanose này là chắc là từ mà được dùng nhiều nhất đúng nhỉ? Cái tính có thể, cái tính khả thi. Anzense. Anzense là tính an toàn. Gì nữa? Chúng ta có gư tai xê đúng không? Tính cụ thể này. Rồi thì tính quan trọng. Jiuyose. Tính tin tưởng, tính tin cậy. Shinrai se. Số 1 chữ Hán là chữ tố. Chữ tố này khi nó đứng đầu một từ thì nó sẽ tạo ra cái nghĩa là trần, đấy, mộc. Nó đi với lại những cái bộ phận cơ thể. Ví dụ các bạn có trong từ sư a si nhá, nó đọc là sẽ đọc là sư. Sư a si là chân trần này. Đấy. Sư đê là tay không, tay trần. Sư gao là mặt mộc, không trang điểm. Đấy là làm tiếp đầu ngữ. Còn khi mà nó đứng sau một từ ấy, nó làm tiếp vĩ ngữ ấy thì nó có nghĩa là chất. Ví dụ các bạn có từ eyoso là chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì nó có thể tạo ra những cái từ để chỉ các gì nhỉ, các cái nguyên tố. Đây docuso là độc tố này, hay là những cái chất mà chúng ta học ở môn hóa đấy. Ví dụ các bạn có khí hydro là suyce, suyso. Oxy là sanso. Từ số 2 Hán tự là chữ gì đây? Chữ này là chữ thái trong từ thái độ đúng không? Thái độ. Thì thường chữ này nó sẽ không tạo ra dạng từ ghép giống như là số 1 hay là số 4 này. Từ số 3 là chữ trạng. Chữ này thì có tạo ra từ ghép các bạn nhé. Từ này sẽ có hai dạng. Thứ nhất đó là diễn tả cái giấy tờ.
Ví dụ các bạn có từ show title là giấy giới thiệu. Đấy. Nengajo là giấy mời. Hay là các bạn có từ shokaijo là giấy giới thiệu. Ngoài ra, khi mà đi kèm với đằng trước là những cái từ diễn tả hình dạng. Trạng thái thì nó sẽ mang nghĩa là trạng thái như vậy. Ví dụ các bạn có từ trạng thái bột này sẽ là konajo. Đấy. Trạng thái kem sẽ là kurimujo. Ví dụ như đánh trứng thành trạng thái kem đấy. Hay là chúng ta có trạng thái gì? Trạng thái dạng dạng vòng đúng không? Tinguyo. Câu 12. Kono sagyo wa keiken no hito demo kantan ni dekimasu. Cái công việc này ấy, thì dù là người ta đưa ra từ kinh nghiệm cũng có thể làm một cách đơn giản. Chắc chắn là kinh nghiệm thì phải đi với chữ số 1 đúng không? Mi keiken. Khi mà chữ vị đứng trước một từ thì có nghĩa là chưa có cái đó. Ngoài từ mi keiken là chưa có kinh nghiệm, chúng ta còn có một số từ khác. Ví dụ các bạn có từ mikansei. Mikansei có nghĩa là chưa hoàn thành. Hay các bạn có từ mihapyo, chưa công bố. Đấy, chúng ta có từ mikaiketsu, chưa giải quyết này. Hay là chúng ta có từ mikakuni là chưa xác nhận. Đằng trước thường là, à đằng sau nó thường là các danh động từ có nghĩa là chưa làm cái hành động đó nha. Số 2, Hán tự của các bạn chữ bất. Chữ bất này sẽ có hai cách đọc, một là phư. Đấy, nó diễn tả không. Ví dụ chúng ta có từ phư chú ý, không chú ý này. Hay là gì đây nhỉ? Phư kano, không thể nào, không có khả năng như vậy này. Phư si gen, không tự nhiên. Ngoài ra nó còn đọc là bư để diễn tả cái tính chất của một người. Ví dụ như có từ bukiyo là vụng về, không khéo léo này. Đấy. Hay bưsaho, không biết phép tắc. Từ số 3 là chữ thiểu. Chữ thiểu nó đứng đầu để mang sắc thái nghĩa là ít, nhỏ. Ví dụ các bạn có từ shoninzu có nghĩa là số người ít đúng không? Hay là các bạn có từ shodio là lượng nhỏ. Từ số 4, chữ D. Chữ D này sẽ đứng đầu một từ diễn tả là thấp. Ví dụ các bạn có từ tekiatsu là khí áp thấp. Te ketsuatsu đúng không? Huyết áp thấp. Ketsuatsu này, huyết áp thấp này. Hay là chúng ta có từ gì nhỉ? Tekakaku. Giá gì nhỉ? Tekakaku. Giá thấp, giá rẻ. Tekalori là ít calo, vân vân. Câu 13 nha. Kono kado wa kigen gì đó nano de skau koto ga dekimasen. Cái thẻ này bởi vì các bạn thấy người ta cho từ kỳ hạn cho nên là không có dùng được nữa. Vậy thì chắc chắn là nó mang nghĩa là nó hết kỳ hạn. Chúng ta sẽ dùng cái từ nào? Koe, ore, kire hay là oe? Chúng ta chọn là số 3 đúng không? Đấy. Chữ Hán là chữ thiết. Thì khi mà nó đi kèm với lại cái từ kigen, kigen gire có nghĩa là hết hạn, là cái từ mà mang tính cố định. Thẻ này hết hạn rồi nên là không dùng được nữa. Các từ còn lại thì nó sẽ không tạo ra dạng vô kê xê nên là chúng ta sẽ không xét đến đây nhá. Đúng đây phải là số 3. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, môn đai từ vựng này. Chúng ta cùng xem. Câu mục 14. Dare ni mo ieru ni zutto nayan de ita ga kino shinyu ni sodan shite mita. Ở phần trên người ta nói như sau. Tôi đã luôn trăn trở và không nói được với ai. Nhưng mà ngày hôm qua tôi đã thử trao đổi với người bạn thân. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái sắc thái của cái từ nào là phù hợp này. Từ đầu tiên, omoikite. Từ omoikite có nghĩa là mạnh dạn, đánh bạo.
Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta quyết tâm thực hiện một cái việc gì đó mà người ta bỏ cái cảm giác do dự lưỡng lự đi. Rõ ràng là phù hợp với ý của câu này, nên là đúng là đây, ở đây là một nhá. Ban đầu người ta không dám nói với ai, nhưng mà hôm qua người ta đã gì nhỉ? Người ta đã nói với người bạn thân, nên là chúng ta sẽ chọn phương án số 1 là phương án chính xác, với dấu hiệu là ban đầu là không dám nói với ai và bây giờ đã dám nói với bạn mình. Từ số 2 là ukari. Ukari là lỡ, lơ đễnh. Thông thường là chúng ta hay dùng dưới dạng là ukari suru. Đấy, hoặc là ukari thể t cộng với shimau, có nghĩa là lỡ làm gì đó, là những cái hành động mang tính chất không tốt. Không phải. Số 3 là sekaku. Sekaku có nghĩa là cất công, đúng không nhỉ? Chúng ta hay dùng với lại dạng thức đó là sekaku đi với no, đúng không? Ví dụ như là sekaku no yasumi chẳng hạn này, đó là cái kỳ nghỉ mà khó khăn lắm mới có, hoặc là sekaku no kikai, đấy, cái cơ hội mà gì nhỉ? Khó khăn lắm mới có. Hoặc là sekaku có thể đi với lại những dạng ngữ pháp như là sekaku no dakara, có nghĩa là bởi vì cất công nên là làm sao đó này, hoặc là sekaku no ni, đấy, đã cất công vậy mà, vân vân. Nó sẽ không phù hợp trong bối cảnh của câu này. Câu số 4, các bạn có từ shirazu shirazu, thì từ này có nghĩa là vô thức. Đấy, vô thức làm sao đó, đằng sau sẽ là một cái hành động mà không phải là chủ ý của chúng ta. Nó có thể dùng dưới dạng thức là shirazu shirazu no uchi ni, hoặc là dùng luôn là shirazu shirazu namida ga ahureta. Trong vô thức thì nước mắt tôi trào ra, nước mắt tôi dâng trào. Không phù hợp trong bối cảnh là hành động ý chí như này. Không chính xác. Câu số 15 này. Genkō ni kanji no ayamari ga atta no de aka no pen. À, cái này không phải là peji mà phải là pen mới đúng. Aka no pen de nanani shita. Kōkan, kaete, henkan và teisei. Bởi vì ở trong cái bản thảo ấy có lỗi sai về chữ Hán, cho nên là tôi đã làm sao đó bằng bút đỏ. Cô càng, từ đầu tiên là cô càng có nghĩa là trao đổi. Từ này thường mang nghĩa là trao đổi gì? Trao đổi ý kiến, đúng không? Ike này. Trao đổi về yoho, trao đổi thông tin. Yoho hay là trao đổi Messi, đúng không? Trao đổi về danh thiếp thì có thể dùng từ cô càng nhé, nhưng mà rõ ràng ở đây là không phù hợp với bối cảnh rồi. Số 2, Hán tự là chữ cải và chữ đính. Từ này có nghĩa là đính chính sửa đổi. Có thể là có bạn sẽ chọn phương án 2, nhưng mà phương án 2 nó sẽ không phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ cai tê ấy, có nghĩa là chúng ta chỉnh sửa lại nội dung của sách vở. Đấy. Nó dùng phía trước sẽ là thường là những cái liên quan đến sách vở. Ví dụ như là Kyuhang này. Kyuhang là cái bản cũ. Hay là Kyokasho. Đó là sách giáo khoa. Đằng sau nó sẽ là ô cai tê sự là mình chỉnh sửa những cái này, nhưng mà đây là một cái lỗi nhỏ ở chữ Hán và gì nhỉ, dùng bút thì không thể dùng cái từ cai tê này nhá. Đấy. Hoặc là một từ cai tê băng chẳng hạn, là cái bản mà đã đính chính sửa đổi, đúng không? Từ hên cẳng là chuyển đổi. Ví dụ các bạn có là hiragana wo kanji ni hên cẳng suru, có nghĩa là chuyển đổi từ chữ hiragana sang chữ kanji. Hoặc là hoshin này, hoshin henkan có nghĩa là thay đổi cái phương châm, đường lối. Vậy thì chỉ còn 4 là phù hợp. 4 là chữ TC là đính chính, là chính xác, đúng không? Chúng ta nghe là biết rồi. Đính chính cái lỗi sai. Đính chính này sẽ dùng trong trường hợp mà chúng ta sửa những cái lỗi sai về từ vựng, đấy, về chữ viết, hoặc là về văn bản phát ngôn. Nó sẽ đi kèm với lại những từ như là hatsugen. Đính chính cái phát ngôn này, mình nói lỡ lời và mình đính chính lại, mình sửa lại cái lời mình nói. Hoặc là cái chữ sai, đúng không? Cái chữ viết sai, goji hoặc ayamari trong trường hợp này nhá. Dấu hiệu của chúng ta sẽ là kanji no ayamari. Nên là chúng ta sẽ chọn 4 TC. Câu số 16. Các bạn thấy đây là một câu về động từ, và động từ người ta đều không để Hán tự. Có thể là vì Hán tự đấy khó, hoặc là để các bạn nào mà
Chả như là người Trung Quốc ấy thì sẽ không sử dụng cái lợi thế Hán tự để đoán ra được nghĩa ngay. Senshu tachi wa tsugi no taikai de no yusho gì đó. Mainichi osoku made renshu shiteiru. Các vận động viên thì đang luyện tập đến tận khuya mỗi ngày. Đằng trước đấy là vô địch ở trong cái đại hội sắp tới. Vậy thì đằng sau nó là động từ gì cho phù hợp? Từ đầu tiên, toraete, chúng ta sẽ cùng xem Hán tự nha. Toraete, đây, chữ Hán là chữ chóc. Từ này có nghĩa là bắt được, nắm bắt hoặc là xem như. Thông thường nó sẽ đi kèm với lại những từ như là nắm bắt được cơ hội này, chance. Đấy, nắm bắt được cái kokoro này, nắm bắt được cái trái tim, nắm bắt được cái imi, cái ý nghĩa. Không phù hợp. Trường hợp là usual sẽ không đi kèm với lại từ toraeru. Số 2 chúng ta có từ mezashite. Mezashite, động từ gốc là mezasu, có nghĩa là nhắm tới, đặt mục tiêu là. À, rõ ràng chúng ta thấy phù hợp đúng không? Đằng trước của mezasu thông thường là những cái diễn tả cái điều chúng ta mong muốn. Ví dụ như là nhắm tới chojo này, ví dụ đi leo núi là nhắm tới chojo, có thể dùng từ chojo mezasu này. Nhắm tới cái việc hoàn thành kanse, nhắm tới goru này, vân vân, phù hợp nhá. Ở đây dấu hiệu là usual nên là chúng ta sẽ chọn phương án số 2. Từ số 3 các bạn có động từ đọc là mihatte, thì từ gốc sẽ là như thế này. Đây. Mi chứ, xin lỗi. Mihate. Chữ kiến và chữ trương có nghĩa là căng mắt. Căng mắt ra nhìn, căng mắt ra quan sát đúng không? Ví dụ như là meo mi haeru. À, miharu, xin lỗi. Có nghĩa là căng mắt ra nhìn này, hay là kodo miharu là quan sát cái hành động đúng không? Một cách rất là kỹ lưỡng cẩn thận. Không phải. Số 4 các bạn có từ nigite. Chữ Hán sẽ là chữ này. Chữ ác có nghĩa là cầm nắm. Thì từ này nó sẽ đi kèm với lại những từ như là cầm bút này, pen chẳng hạn này, có thể dùng nhá. Hay gì? Hay là nắm được cái seiken, nắm được chính quyền, nắm được cái yowami, điểm yếu của người khác, vân vân. Câu số 17. Kono shosetsu wa totemo omoshirokatta no de saigo made yonde shimatta. Cuốn tiểu thuyết này rất là thú vị. Tôi đã đọc đến hết các từ này. Từ đầu tiên, ikki ni. Ikki ni có nghĩa là một lèo một mạch. Làm gì đó mà không hề nghỉ. Đúng rồi. Phương án là số 1. Cái từ ikini nó dùng trong trường hợp chúng ta ví dụ uống hết, uống một hơi hết cốc bia chẳng hạn, dùng từ này. Hoặc là chạy một lèo từ dưới lên bậc thang cao nhất mà không hề nghỉ ấy, cũng dùng từ ikini này nha. Tương tự với trường hợp là đọc, các bạn có đọc đến gì nhỉ, đọc đến trang cuối, đọc đến hết thì sẽ dùng với lại từ ikini. Từ số 2 là, đây viết ra cách đọc nhé, từ này là ikini. Từ số 2 là ichiji tekini. Có nghĩa là tạm thời, đấy, mang tính tạm thời. Chẳng như là ichiji teki nagensho là cái hiện tượng nhất thời. Ichiji teki ni wakai suru đó là hòa giải tạm thời. Không biết là có lâu dài được hay không nhưng mà tạm thời là như vậy. Có thể là nó sẽ ngắn ngủi không lâu dài. Từ số 3 là ise. Ise ni có nghĩa là đồng loạt. Diễn tả việc mà số đông cùng làm gì đó đúng nhỉ? Trong cùng một lúc. Ví dụ các bạn có từ ise ni tachi agaru có nghĩa là đồng loạt đứng dậy. Ise ni hakushu wo okoru, đồng loạt rồi những tràng pháo tay. Chẳng hạn như là khi mà ca sĩ hát xong ấy, khán giả đồng loạt vỗ tay thì cũng dùng từ ise ni này. Nó là số đông người đồng loạt làm một hành động. Còn lại một hành động mà một người làm từ đầu đến cuối không nghỉ sẽ là ikini nhé. Hai từ này nó khác nhau nên các bạn lưu ý. Từ số 3 đọc là iponi. Ippo teki ni.
chúng ta có biết rồi, ipo là một là chữ nhất và chữ phương có nghĩa là một chiều, thì ipotekini là đơn phương một chiều đúng không? Đấy, nó nghiêng về một bên, nghiêng về một phía. Ví dụ như là ipotekina keyak joken là cái điều kiện hợp đồng nó thiên hẳn về một bên, có lợi hẳn về cho một bên, hay là ipotekina sodi, cái thắng lợi mà nó của một bên, nó gần giống như là atotekina mang tính áp đảo đấy. Câu số 18 là một câu về động từ tiếp này. Kibo no shoku ni tsukitai no nara joho o atsumete hitsuyou na chishiki o nanani oku koto ga taisetsu da. Nếu như muốn làm cái công việc mà mình mong muốn, mình kỳ vọng ấy, thì điều quan trọng là cần phải làm gì đó trước. Ngữ pháp teo cự là làm gì đó trước. Cần phải tập hợp thông tin và kiến thức cần thiết. Ở đây các bạn thấy là nó có từ kiến thức, tri thức. Vậy thì đi với nó sẽ là từ nào trong bốn cái từ này? Từ đầu tiên là takuaete, chính xác đúng không? Có nghĩa là tích lũy trang bị. Đúng này, từ này nó sẽ đi kèm với lại những từ diễn tả lương thực đúng không nhỉ? Tích lũy lương thực, ví dụ như là số cư điều. Tích trữ lương thực dùng từ này nha. Hay là các bạn có thể dùng tích lũy tiền, ngoài từ tám mê rự cũng có thể dùng từ này. Ngoài ra là đi với lại những cái khái niệm mang tính chất tương đối là trừu tượng, ví dụ như là tích lũy kiến thức chishiki này, hay là trang bị cho mình cái dịch sư điếu cự, cái thực lực. Số 2, manete, mane cự. Từ này có nghĩa là mời. Đấy, ví dụ như là nananio mane cự có nghĩa là mời ai đó, senseo mane cự là mời sensei này, shinyuo mane cự là mời bạn này. Ngoài nghĩa là mời thì từ này còn mang nghĩa là gây ra. Đằng trước sẽ là những cái tình trạng không tốt, ví dụ như là gokai, hiểu lầm, hay là sanji, cái sự việc mà bi thảm đúng nhỉ. Ô mà nê cự có nghĩa là gây ra cái đó nhé, gây ra hiểu lầm, gây ra cái tình trạng thê thảm. Số 3, kakaete. Kakaeru có nghĩa là ôm, mang. Ví dụ như là ôm hành lý đúng không? Nimotsu này. Ôm nỗi bất an. Phương ăn. Hoặc là có thể dùng với lại ôm khoản nợ. Phương sai. Từ số 4. Chữ Hán là chữ kết. Có nghĩa là buộc, kết nối, ký kết. Ví dụ như là buộc tóc. Kamio musubu. Các bạn dùng từ này nhá. Đấy. Kết duyên. Đúng nhỉ? En eo musubu. Hay là chúng ta có từ ký kết hợp đồng. Keyaku o musubu. Câu 19 này. Câu về katakana. Konshu wa shigoto ga isogashikatta no de Shumatsu wa ie de suki na ongaku o kiite rirashita. Tuần này bởi vì công việc rất là bận rộn cho nên là cuối tuần ấy tôi đã ở nhà nghe nhạc mà tôi yêu thích và làm sao đó. Chúng ta có từ đầu tiên là từ down. Từ này gốc nó sẽ là chữ down trong tiếng Anh đúng không? Đây. Từ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giảm, sút, ngã hoặc là trục trặc. Nó sẽ những cái cụm cố định, ví dụ như là các bạn có từ image ga down suru có nghĩa là hình ảnh nó bị giảm đi, hình ảnh nó giảm sút này. Hay là chúng ta có từ speed độ down có nghĩa là giảm tốc độ. System down đúng nhỉ? Hệ thống bị trục trặc. Từ số 2, cancel. Cancel có nghĩa là hủy bỏ, giống từ thori kê sự nhá. Nó đi về kèm với lại những khái niệm như là hợp đồng hoặc là hẹn đặt trước, ví dụ như là keyaku, yoyaku o cancel là hủy hợp đồng, hủy đặt trước. Từ số 3, clear. Trong tiếng Anh là chữ này, clear có nghĩa là phá đảo. Ví dụ như là game clear là phá đảo game. Chúng ta thắng trong cái trò chơi game ấy. Hoặc là gì đây? Hoặc là đạt được mục đích. Yoke o clear suru là đạt được cái điều kiện mà mình mong muốn. Ngoài ra thì từ clear này nó còn mang nghĩa là như một tính từ, có nghĩa là trong trẻo, sáng suốt. Clear na jutsu có nghĩa là một cái xin lỗi, jutsu là đau đầu nhỉ, thì không thể dùng cái từ clear này được. Clear na juno chứ, juno là hán tự là chữ đầu, chữ não, có nghĩa là
đầu não, một cái bộ não rất là sáng suốt, không phải trong trường này đúng không? Từ số 4 là relax. Đây. Như vậy là từ relax cái sự này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là thư giãn, nghỉ ngơi, đúng với bối cảnh của chúng ta. Như vậy phải là 4 nhá. Tuần tuần này mệt quá rồi cho nên là cuối tuần thứ bảy chủ nhật ấy, tôi ở nhà nghỉ ngơi thư giãn, nghe nhạc. Đây là hint tổ này. Câu 20. Câu 20 là một câu về gì đây mọi người? Đây là câu về từ láy cũng như là phó từ. Kino tetsuya shita se de kyou wa nemukute hon wo yomi nagara tsui shite shimatta. Hôm qua tại vì tôi thức trắng mà hôm nay tôi buồn ngủ và vừa đọc sách tôi đã làm sao đó. Từ đầu tiên gishiri. Gishiri có nghĩa là lèn chặt, đầy ắp, nó đi kèm với lại những cái từ chẳng hạn như là gishiri to. Gishiri to. Tsumaru có nghĩa là được nhồi nhét một cách đầy ắp, đúng nhỉ? Hay là chúng ta có từ yotega. Gishiri da có nghĩa là cái lịch trình nó chật kín, kín mít, không phù hợp. Từ số 2, ikiki. Ikiki có nghĩa là hăng hái, đầy sức sống. Nó sẽ đi kèm với lại những cái từ chẳng hạn như là ikiki toshita ugoki này, một cái động tác rất là hăng hái, đầy sức sống, hay là được miêu tả đúng không, được vẽ ra một cách gì đấy, ikiki to egaku, vẽ ra một cách rất là sống động, cũng có thể dùng nhá. Từ số 3 là utoto là mơ màng, ngủ gà ngủ gật, đúng rồi, phương án là số 3 là phù hợp với hiên tội của chúng ta, đó là buồn ngủ. Đấy. Sapari, từ này rất là nhiều nghĩa. Sapari, nghĩa đầu tiên của từ này có nghĩa là sảng khoái. Ví dụ như là khi chúng ta đi tắm ấy, tắm xong người rất là dễ chịu sảng khoái, có thể dùng là abite kara sapari suru. Tắm xong thì người rất là dễ chịu sảng khoái. Ngoài ra nó còn mang nghĩa là nhạt. Cái vị rất là nhạt, rất là thanh đạm. Sapari toshita aji. Đây, viết ra cho các bạn nhé, bởi vì là cái từ này quan trọng. Ví dụ abite kara này, tắm xong này thì saparishita nó giống từ sukiri trong trường hợp này. Tiếp theo là sapari toshita aji là cái vị thanh đạm, vị nhạt, chẳng hạn như là nấu súp mà chúng ta chỉ dùng rau củ quả thôi. Đấy, nó tạo cái vị ngọt, chúng ta không cho nhiều dầu mỡ hay là không cho nhiều cái gia vị quá ấy, sẽ dùng cái từ này được. Ngoài ra còn mang nghĩa là sukari. Đấy. Sapari wasureta. Zenbu wasureta. Quên hết. Và sapari khi đi với phủ định mang nghĩa giống như là zenzen hoặc là mataku. Sapari wakaranai. Vân vân. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 5 là môn đai từ đồng nghĩa. Câu số 21. Kono futatsu no reporto wa tema ga kotonarimasu. Động từ là kotonarimasu. Nếu mà Hán tự của chúng ta sẽ là chữ dị. Dị. À, kotonarimasu có nghĩa là khác. Vậy thì nó sẽ giống như từ chigaimasu. Như vậy đúng là 4 nhá. Cái bạn hai cái bản báo cáo này thì cái đề tài của nó khác nhau. Số 1 là tanjun. Tanjun desu có nghĩa là nó đơn giản, đơn thuần này. Số 2 là nite imasu là giống nhau. Fukuzatsu desu là phức tạp. Chigaimasu là khác biệt. Đúng phải là 4. Câu số 22. Hutari wa tamatama attarashi. Tamatama nếu mà viết dưới dạng Hán tự ấy là các bạn sẽ đoán được ngay nghĩa. Tamatama, Hán tự đây là chữ ngẫu, có nghĩa là tình cờ, ngẫu nhiên. Nghe nói là hai người đã gặp nhau một cách tình cờ, ngẫu nhiên. Suguni nghĩ là ngay lập tức. Gurem, ngẫu nhiên. Đúng rồi, phương án là 2. Nandomo là nhiều lần và Saki là vừa nãy, không phải. Câu số 23. Sono hatsugen ga uso da toyu akiraka na shoko ga arimasu. Akiraka, nếu được viết dưới dạng Hán tự chắc các bạn cũng sẽ đoán được ngay.
Akiraka nó sẽ là chữ minh. Chữ minh có nghĩa là sáng, vậy từ này có nghĩa là sáng tỏ, rõ ràng, có một cái chứng cứ rõ ràng rằng cái phát ngôn đó là dối trá. Vậy từ nào mang nghĩa rõ ràng? Số 1 Samajamana là nhiều này, Betsuno là khác, Atarashi là mới và Hakirishita là rõ ràng. Đúng là 4. Câu số 24, Dekirudake. Cái từ này có thể người ta sẽ hỏi các bạn trong phần cách đọc của Hán tự đấy nhá. Mặc dù hai chữ này đều là kanji của N4, N5, nhưng từ này các bạn không đọc là Yoshin mà các bạn phải đọc là Yojin. Lưu ý nha, Yojin. Yojin shita hoga ii desu yo. Có nghĩa là chữ Hán là chữ dụng và chữ tâm. Chúng ta dùng tâm khi chúng ta làm gì đó, tức là chúng ta làm sao lưu ý, lưu tâm, chú ý, để ý, đúng không? Vậy thì câu này là bạn nên gì nhỉ? Bạn nên cẩn thận, bạn nên lưu tâm một chút. Đấy, bạn nên lưu tâm hết mức có thể. Thì từ nào đồng nghĩa? Chú ý là chú ý, đúng rồi. Từ số 2 là đô điếu cự là nỗ lực, không phải. Số 3 là gaman, chịu đựng. Và số 4 là endio là ngại ngần, không phải. Câu 25 này. Kaijo wa kyu ni sozoshiku natta. Người ta cũng không viết Hán tự. Sozoshi, từ gốc của nó là chữ này, Hán tự là chữ tao. Các bạn biết từ sawagu đúng không? Sawagu là cái dạng động từ này của cái Hán tự này. Sawagu là làm ồn ào, làm rùm beng. Thì cái từ, những cái chữ mà liên quan đến chữ tao nó đều mang nghĩa như thế. Từ sozoshi này nó mang nghĩa là ồn ào ở Mỹ, giống từ urusai nhá, hoặc là yakamashi. Thì nghĩa của nó sẽ là nào? Một này, hito ga oku là nhiều người, đông người chưa chắc là đã ồn ào nếu những người này giữ trật tự, nên là một không chính xác. Số 2 Shizuka ni là yên tĩnh, không phải. Urusaku đúng không? Phương án 3 là đáp án chính xác. Số 4 là ít người, không phải. Câu này có nghĩa là hội trường đột nhiên trở nên ồn ào. Chúng ta sang môn đai số 6, môn đai cuối cùng. Cách dùng từ. Câu số 1. Câu 26 này, Kai Ken. Hán tự là hội kiến. Từ hội kiến trong tiếng Việt mình cũng dùng đúng không? Từ hội kiến có nghĩa là cuộc hội kiến, cuộc gặp mặt trang trọng, họp báo, vân vân. Chúng ta cùng xem nào phù hợp nhá. Câu 1 này, tuần sau bởi vì có cuộc hội kiến làm thêm cho nên là tôi đã chuẩn bị cái bản sơ yếu lý lịch để mang đi. Không ai nói là hội kiến làm thêm cả đúng không? Mà trong trường hợp là làm thêm này chúng ta phải dịch là có buổi phỏng vấn, men xét sự mới chính xác. Câu 2 này, giám đốc đã mở một cuộc hội kiến, một cuộc họp báo và trả lời cẩn thận từng câu hỏi của các phóng viên. Đúng rồi, phương án của chúng ta chính xác là hai các bạn nhé. Nó sẽ thường có các nhà báo ở đó. Hintou là thứ nhất là Kaike o hiraku là mở cái buổi này. Thứ hai là đây có cái kisha là bối cảnh phù hợp với từ Kaiken. Câu số 3. Đêm qua thì có một cái buổi tập trung của các học sinh cùng khóa của trường cấp 3, buổi họp lớp đấy, giống buổi họp lớp, và tôi đã rất là vui với cái cuộc hội kiến sau 10 năm. Chúng ta không dùng từ hội kiến đúng không? Chúng ta phải dùng từ tôi rất là vui với cái việc mà gặp lại sau 10 năm đúng không? Này phải dùng từ saikai mới đúng. Câu số 4 này. Tôi đang đi ở gần ga, tôi đang đi bộ ở gần ga thì đột nhiên được ai đó gọi và tôi đã nhận cái hội kiến ở chương trình truyền hình. Cái này chúng ta phải dùng từ interview mới đúng đúng không? Mình đang đi thì có phóng viên gọi mình lại và phỏng vấn mình. Đấy. Câu số 27. Hán tự là chữ gì nhỉ? Chi và chì đúng không? Đọc là CG. CG có nghĩa là ủng hộ. Bạn cùng xem câu 1 nhé. Tôi này, khi mà con trai tôi tham dự trận đấu bóng đá ấy, thì nhất định là tôi sẽ đi đến hội trường, tôi sẽ đi đến sân vận động để ủng hộ. Nghe thì có vẻ là phù hợp, nhưng mà trong bối cảnh thể thao ấy, người ta không dùng từ CG mà người ta phải dùng từ OE các bạn nha. Đây, thông thường là từ CG hay dùng nhất trong bối cảnh chính trị. Câu số 2 này, cái việc chụp ảnh ở trong phạm vi tòa nhà bị cấm. Thế nhưng mà lần này chúng tôi đã có thể nhận được cái sự ủng hộ đặc biệt. Cái này phải nhận được sự cho phép. Này chúng ta sẽ dùng từ kyoka.
Câu số 3, thị trưởng Tanaka, bởi vì ông ấy suy nghĩ cho an toàn, cho cái sự an toàn của người dân lên hàng đầu, cho nên là ông ấy tập trung được cái sự ủng hộ rất là nhiều. Đúng rồi, bối cảnh chính trị Shicho này và Shijio Atsumeru là một cụm cố định, nên là chúng ta chọn phương án 3 là chính xác. Câu số 4, sau khi lâu rồi đúng nhỉ, sau khi lâu rồi mới về thăm trường cấp 2 thì tôi đã được các giáo viên ủng hộ một cách rất là ấm áp, nên tôi rất là vui. Cái này phải dịch là tôi đã được chào đón, tôi đã được đón tiếp, đúng không? Phải là dùng từ kange mới chính xác. Tiếp theo câu 28. Câu 28 là một câu về tính từ. Hán tự của các bạn đây là chữ thỏa. Thỏa và đương nhá. Dato có nghĩa là thỏa đáng, hợp tình hợp lý. Chúng ta cùng xem. Câu 1 này. Cũng có người nói là so với sản phẩm khác thì giá nó cao, nhưng mà tôi nghĩ với tôi nó là một cái giá, một cái khoản thỏa đáng, phù hợp. Đúng rồi, chính xác là một. Hint tội của chúng ta là đi với từ kinh các cự sẽ là từ dato. Tôi thấy hợp tình hợp lý. Câu số 2 này. Bởi vì có vẻ như là hơi hơi bị cúm, hơi hơi bị cảm, cho nên là cái việc mà cuộc họp ngày hôm nay nó bị ngừng lại, nó bị hoãn ấy, là thỏa đáng với tôi. Không phải mình đang bị cúm thì ôi, thật là may quá là cái cuộc họp hôm nay nó cũng bị hoãn lại. Thì chúng ta sẽ không dùng là thỏa đáng trong cái trường này nhá. Chúng ta phải dùng là thật là tốt, thật là phù hợp, đúng không nhỉ? Với tình của tôi. Các bạn dùng từ tsugo gấp. Yokata. Câu số 3. Ngày đi du lịch ấy, có dự báo là mưa, thế nhưng mà lại nắng. Nhờ, lại nắng đẹp và thời tiết rất là thỏa đáng. Này phải là itenki, thời tiết đẹp. Câu số 4 này. Cái bài hát này, bởi vì cái ca từ ấy nó thỏa đáng với cảm xúc của tôi bây giờ, cho nên là tôi thường nghe, cũng không nói là như vậy đúng không? Bởi vì ca từ nó hợp với nhá, ateru, nó hợp với tâm trạng của tôi. Câu số 29. Các bạn có từ này là từ Iwake. Iwake, từ này chắc các bạn rất là quen thuộc. Từ này nghĩa là gì nhỉ? Lý do, lý chấu, ngụy biện đúng không? Với lỗi sai không bao giờ nhìn nhận trực tiếp mà cứ gì nhỉ? Em ốm, em mệt, rồi thì công việc bận vân vân. Đấy, để bào chữa cho cái hành động chưa đúng của mình thì sẽ dùng cái từ Iwake. Chúng ta cùng xem cái từ nào phù hợp này. Bởi vì nó là một cái đề án quan trọng, cho nên là tôi đã lý do lý chấu, tôi đã bao biện cẩn thận cuộc họp, nhưng mà kết cục là tôi không nhận được sự tán thành. Cái này không phải. Bối cảnh họp chúng ta phải dùng từ setsume. Tôi đã trình bày, tôi đã giải thích rất là cẩn thận. Câu 2 là gì nhỉ? Sinh viên hỏi này. Đấy, hễ mà sinh viên hỏi ấy, thì thầy cô Nakamura lý do lý chấu một cách rất là nhiệt tình, không phải đúng không? Chúng ta phải dùng từ sẽ, setsume, sẽ giải thích, hoặc là sẽ kaito cũng được, sẽ phản hồi trả lời. Câu 3 nhá. Câu 3 là cậu Nishi ấy cứ mà sai lầm cho công việc là cậu chắc chắn sẽ lý do lý chấu, cho nên là không được cấp trên nghĩ tốt. Đúng rồi, phương án đúng là 3, và toàn câu này nó diễn tả cái tính chất đấy luôn đúng không? Gặp thất bại, gặp sai lầm thì sẽ bao biện. Câu số 4 này, về cái nội dung mà kiểm tra ngày mai, về cái nội dung kiểm tra ngày mai thì tôi đã được bác sĩ lý do lý chấu tại phòng bệnh, phòng khám. Không phải, cái này cũng dùng từ setsume. Câu 30, câu cuối cùng. Hán tự của chúng ta là chữ Hán là chữ
thổ và chữ khinh. Từ này sẽ đọc là tê ga rự. Từ tê ga rự ấy có nghĩa là đơn giản dễ dàng, nó khá là giống từ kantan, kantana, nhưng mà thường nó sẽ mang sắc thái đó là không mất công sức, không mất nhiều công khi mà làm cái điều gì đó, và thường nó sẽ đi kèm với lại một số dạng cố định, chẳng hạn như là các bạn có từ tê ga rự na sukuji, một bữa ăn đơn giản dễ dàng, ví dụ như là pha gói mì ăn không cần phải nấu nướng xào gì cả đấy, hay là tê ga rự na undo này, một cái bài vận động đơn giản có thể làm một cách dễ dàng, không cần phải mua thảm rồi thì không cần phải mua tạ, mua dụng cụ gì, mua máy móc gì cả nhá. Hoặc là có thể dùng là tê ga rự đằng sau hay đi với thể khả năng tê ga rự ni ike rự, có thể đi một cách đơn giản dễ dàng này, hay là tê ga rự ni đề ki rự, có thể làm một cách dễ dàng. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp này. Câu 1. Bởi vì cái bài vận động này có thể làm đơn giản ở nhà mà không cần dụng cụ gì cho nên là rất được yêu thích. Đúng rồi, chọn một luôn. Với hint tội là ưng đồ và làm một cách đơn giản, không cần phải dụng cụ cao siêu gì cả. Câu số 2. Để những người tham gia ấy, tất cả mọi người đều biết về nhau thì gì nhỉ? Thì đã tiến hành giới thiệu bản thân. Nếu mà giới thiệu bản thân chúng ta không dùng từ tegaru mà phải dùng từ gì đây? Phải dùng từ kantan. Kantan nan jiko shokai. Đấy, mỗi từng người một, mỗi người 1 phút. Câu số 3 là ở trong cái bữa tiệc sau đám cưới ấy, thì hãy đến với cái trang phục đơn giản, người ta sẽ không nói là tegaru na fukuso đúng không? Đối với trang phục thì các bạn có thể dùng từ trang phục kekai nhá, trang phục mang tính chất nhẹ nhàng, không quá là màu mè loè loẹt đấy, hay các bạn có thể dùng từ kaju, kajuaru có nghĩa là trang phục đơn giản thôi, casual thôi. Câu 4. Trận đấu ngày hôm qua tôi đã nghĩ là có thể thắng một cách đơn giản nhưng mà cuối cùng thì lại gì nào, phải chiến đấu một cách rất là vất vả. À, trong trường hợp này thì mặc dù là thể khả năng thật nhưng mà chúng ta sẽ không có là chiến thắng một cách dễ dàng và dùng từ này. Đấy. Cái này chúng ta dùng từ kantan. Câu này là tính ra là câu hơi khó bởi vì các bạn sẽ dễ nhầm với phương án số 4. Nhưng mà chúng ta sẽ hay nói là kantan ni kateru. Có nghĩa là có thể chiến thắng một cách đơn giản. Còn lại tegaru ni thì nó phải là thực sự là đã làm được điều đó hoặc là mang tính chất như vậy, chứ còn chỉ là tưởng tượng thôi, nó không thực sự như thế thì thường người ta sẽ không đi với từ tegaru. Nên đúng nhất ở đây phải là một mới là phù hợp. Thì đó là cái phần chữa bài này, các bạn hãy xem thật kỹ cũng như là ôn tập tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và hãy luôn ủng hộ Ánh Sensei nhé.